Sâu bên dưới gốc cây cổ thụ siêu to khổng lồ này là hang hồ của bộ tứ siêu đẳng phiên bản nửa người nửa thú. Chúng lần lượt là đầu lợn Piglet, đầu gấu Pooh, cháu ngoại của Thiên Lôi Owl và chúa Sơn Lâm Tiger. Công việc hàng ngày của bọn chúng là tìm những người làng vàng trong địa bàn mang về xé xác cho vui. Đang ngắm chim trong rừng cũng bị bế đi, đang rửa bát trong nhà cũng bị bế đi, thậm chí đang quẩy Vina Hay trong phòng kín cũng bị bế đi. Thỉnh thoảng chúng còn chơi lớn khi vào thị trấn để bục nhau với cảnh sát. Những nơi chúng đi qua chỉ còn lại máu me và sự chết chóc. Tại sao bọn chúng lại làm thế thì anh em cùng mà tìm hiểu trong bộ phim Winnie the Pooh: Blood and Honey mới ra mắt năm 2024 nha. Sau khi thoát khỏi cái chết dưới tay gấu Pooh và con lợn Piglet, thanh niên Christopher Robin đã quay trở về thị trấn Ashdown để sống cùng bố mẹ và em gái. Bây giờ anh đã là bác sĩ làm việc trong bệnh viện Ashdown, công việc ổn định, có bồ đẹp nhưng cuộc sống không được suôn sẻ cho lắm. Mọi người không tin những gì anh kể về sinh vật đầu thú thân người gây ra vụ thảm sát 100 mẫu anh. Họ cho rằng Chris chính là hung thủ, còn mấy con quái vật kia chỉ là bịa đặt để che giấu tội ác. Cả gia đình, bạn bè đều bị thiên hạ dị nghị, thậm chí có thành phần quá khích còn sơn dòng chữ kẻ giết người lên con xe mà gia đình mới mua. Mấy ông ở đài truyền hình còn làm hẳn một bộ phim về vụ việc năm đó, khiến tâm lý Chris càng trở nên bất ổn. Dạo gần đây, anh phải tìm đến nhà thôi miên Mary Darling để ổn định tâm lý. Cùng với đó, anh cũng hy vọng tìm kiếm được manh mối về Billy, người anh em sinh đôi đã bị bắt cóc khi cả hai vẫn còn nhỏ. Gấu Pooh và Piglet cũng không sung sướng hơn là mấy. Một số ít người tin vào lời nói của Chris đã vác theo súng ống đi lùng sục khắp khu rừng để săn tìm chúng. Họ đào xới từng tấc đất của khu rừng chăm mẫu lên để tìm, đi đến đâu họ thiêu rụi đến đó. Sau nhiều tháng lẩn trốn, Pooh phải tìm đến những người bạn cũ của mình là Hổ và Cú để nương tựa. Hang ổ của chúng nằm bên dưới gốc cây cổ thụ to tổ bố. Cô nói với anh em rằng cả thị trấn Ashdown coi sự tồn tại của chúng như là căn bệnh, là nỗi kinh hoàng, mặc dù cái ác là do chính họ tạo ra. Chúng biết mình đang bị con người săn lùng và nguồn cơn của sự việc này là do Chris. Nhớ năm xưa khi cả đám còn là những đứa trẻ được Chris kêu mang và rồi chính Chris đã bỏ rơi chúng, sau này cũng vẫn là Chris nói cho cả thiên hạ biết về chúng nhưng theo cách man dợ và ghê tởm nhất. Để có thể sống sót dưới sự truy sát của con người, Cú đã yêu cầu Hổ phải đưa ra quyết định chống lại họ hoặc bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Hổ đồng ý chiến đấu và từ đó bọn chúng ra sức săn tìm những người xấu số, phanh thây họ thành nhiều mảnh để báo thù. Tối hôm ấy, có ba con bé rảnh háng rủ nhau vào rừng cắm trại và chơi trò cầu cơ. Mia mạnh mồm gọi hết hồn ma của khu rừng 100 mẫu anh lên để nói chuyện. Đột nhiên cái xe rung chuyển dữ dội, không phải hồn ma xuất hiện mà là Cú và Pooh. Con bé da đen này bị Cú dùng thanh sắt đâm xuyên qua ngực hoàng tại chỗ. Jamie thấy cửa xe mở liền chạy tới để đóng nhưng Pooh nhanh hơn. Nó đóng sầm một cái làm gãy mấy ngón tay của Jamie rồi cố hết sức để lật ngã cái xe. Mia sợ té đái trèo qua cửa sổ rồi chạy vội đến chỗ con xe địa hình màu hồng của mình để bỏ trốn. Bên trong chiếc xe đổ kia, lửa từ ngọn nến bén vào rèm khiến cả chiếc xe bốc cháy. Jamie toàn thân bốc lửa, cô la hết trong tuyệt vọng rồi dùng chút sức lực cuối cùng bò xuống hồ nước. Mia thấy vậy lại càng thêm sợ, cô vội vã nổ máy nhưng mới đi được mấy mét thì phải dừng lại do bánh xe đâm vào cái bẫy gấu. Pooh từ từ tiến tới lôi cổ con mồi xuống xe. Mia với một chân mắc vào bẫy gấu bị Pooh kéo sâu vào trong rừng. Cô gái tội nghiệp liên tục van xin tha mạng nhưng vẫn bị Pooh bẻ gãy cả hai chân hai tay. Nó đàn một cái bẫy gấu to như cái mâm trước mặt Mia rồi nhấn đầu của cô vào đó. Cú ngồi trên cây làm khán giả phát hiện Jamie bò từ dưới nước lên. Nhìn khuôn mặt biến dạng của Jamie, nó bảo nhìn mày còn gớm hơn cả tao. Nói rồi cú vác một thân cây to đấm nát thủ của Jamie. Trở lại với Chris, hôm ấy sau khi điều trị tâm lý xong thì bạn gái Lexi đã đợi sẵn ở cửa để đưa anh về. Chris không muốn kéo Lexi vào sự kỳ thị của mọi người nên liên tục tạo khoảng cách với cô ấy. Lexi vì con cu là mù con mắt mà không thèm quan tâm đến chuyện đời, cô tin Chris không phải kẻ sát nhân như thiên hạ đồn thổi. Khi đưa Chris về đến nhà, Lexi ngỏ ý mời anh và bạn thân Finn đến dự buổi tiệc của con bé Kara. Buổi tối hôm ấy, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe bị cháy rụi trong rừng và thi thể của ba cô gái. Tin này ngay lập tức được cập nhật trên các trang báo lá cải. Thanh niên Daryl biết tin đã dẫn theo hai thằng đệ vác xuống vào rừng để trả thù cho bạn gái. Ba thanh niên kia nửa tin nửa ngờ về sinh vật đầu thú thân người mà Chris kể nên có phần hơi rén. Chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến mấy ông con dần mình than thót. Cú bay trinh sát một vòng phát hiện ra có kẻ đột nhập không xin phép liền bay về thông báo tình hình. Kẻ thù đã tiến đến gần cửa, nếu không hành động ngay rất có thể cả lũ sẽ gặp nguy hiểm. Pooh sau hồi lâu suy nghĩ quyết định thực hiện lối đánh du kích luôn và ngay. Lợi dụng đêm tối, Piglet xung phong lên trước. Vì là đầu óc lợn nên chưa kịp bụp thằng nào đã bị Terrell cầm shotgun bắn vỡ sọ. Lúc này cả lũ mới tin những gì Chris nói là sự thật. Pooh rình rập con cá mập sau gốc cây đánh ngã thanh niên Shep rồi cào cầu cán xé vào cổ của cô cậu. Daryl và Aaron nghe tiếng hét của Shep vội vã chạy tới thì đã quá muộn. Nhìn thằng bạn đòi giấy bút để viết di chúc khiến cả hai lòng đau hơn chó cắn. Chưa kịp hỏi hung thủ là ai thì Pooh xuất hiện như con ma ngay bên cạnh. Nó tóm lấy khẩu súng trong tay Daryl khiến nó bị cướp cò mà bắn vào mặt của Aaron. Pooh cướp được súng nhưng không bắn mà lấy nó để đâm xuyên từ họng lên đầu của Daryl. Nghĩ rằng thanh niên Aaron đã chết nên Pooh và Cú không đả động tới mà vác xác của Piglet trở về căn cứ. Sáng hôm sau, Aaron tỉnh lại với khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng.
Cô cậu Colette từng bước ra tới bìa rừng thì ngất đi vì đau và mất máu. Bên trong bệnh viện Ashdown, Chris đang điều trị cho bệnh nhân thì nhận được là đơn đuổi việc. Rất nhiều bệnh nhân và người nhà đã khiếu nại về việc kẻ sát nhân làm việc trong bệnh viện. Ban giám đốc không có sự lựa chọn nào khác buộc phải sa thải Chris. Đang thẫn thờ vì bị đuổi việc thì một người được đưa vào cấp cứu. Chris rất nhanh đã nhận ra đó chính là Aaron, bạn học cũ của mình. Ở một diễn biến khác, hai bố con nhà này dẫn nhau vào rừng để ngắm chim. Cậu con trai cầm ống nhòm nhìn ra khắp bốn phương tám hướng đã phát hiện ra cú đang trốn trên cây. Sợ vãi cả cước ra quần, cô cậu vội vã chạy ra phía sau trốn sau gốc cây. Ông bố chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cậu quý tử thì đã bị cú xả xuống cắp đi. Nó cùng Pooh phanh thay nạn nhân trên cây cầu gần đó rồi vứt các phần thi thể xuống dưới sông. Chris vốn đang bất ổn tâm lý nay lại bị đuổi việc khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn. Anh tìm đến Mary Darling thêm lần nữa để được trở về quá khứ. Trong trạng thái bị thôi miên, Chris nhớ lại ngày đầu tiên gặp Pooh trong rừng. Bộ dạng đáng sợ của Pooh không khiến Chris thấy sợ mà ngược lại họ còn muốn làm bạn với nhau. Anh cũng nhớ ngày sinh nhật của mình và anh trai Billy có sự tham dự của các bạn Flynn, Lexi, Kara, Ava và vài người bạn nữa. Khi cả đám chơi trốn tìm, bỗng Chris nhìn thấy Billy bị đưa lên xe ô tô rời đi. Lúc ấy thằng nhóc không thể nghĩ đó là bắt cóc mà đơn giản họ chỉ đang chơi trò chơi. Chris đứng sau gốc cây quan sát nhưng hình ảnh người đàn ông lái xe quá mờ không thể nhìn rõ. Trở lại thực tại, Chris vội vàng về nhà tìm kiếm thông tin về những vụ bắt cóc ở Ashdown năm 2003. Kết quả hiện ra chỉ có 7 đứa trẻ bị bắt cóc mà không có thêm gì. Chris lại tiếp tục tìm kiếm với từ khóa tội phạm ở Ashdown năm 2023. Vụ cháy lớn trong nhà của nhà nghiên cứu di truyền Arthur Gallup ngay lập tức thu hút sự chú ý của Chris. Một số hình ảnh cho thấy ông ta từng tạo ra những sinh vật trông rất giống con người, kèm theo đó là những vụ mất tích bí ẩn. Sáng hôm sau, cảnh sát tìm đến tận nhà để hỏi Chris về mấy vụ giết người gần đây. Đã có hai thợ săn thiệt mạng và một người bị thương nặng trong khu rừng 100 mẫu Anh. Nó có nhiều điểm tương đồng với những vụ án trước đó mà thiên hạ đồn thổi Chris là tên sát nhân. Sau khi xác nhận Chris có bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đề nghị anh đến gặp nạn nhân bị thương. Họ muốn thẩm vấn anh ta nhưng anh ta lại nhất quyết muốn nói chuyện với Chris trước. Chris đồng ý nhưng anh không vội đến bệnh viện mà cùng Lexi và Finn đến buổi tiệc của Kara trước. Lúc đầu cũng tay bắt mặt mừng lắm nhưng vài giây sau, con bé này lần mặt nhanh hơn lật bánh trắng. Nó đề nghị Chris rời khỏi đây vì sợ đám bạn bỏ về khi kẻ sát nhân đến. Chris tự ái bỏ về luôn. Hai người bạn kia thấy bạn mình như vậy cũng không thèm ở lại. Đến bệnh viện, Aaron băng kín mặt không thể nói chuyện mà chỉ có thể viết ra mấy chữ cho Chris xem. Cậu đã đúng, bọn chúng đã gây ra chuyện này. Aaron ngồi dậy tháo băng quấn quanh đầu ra, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, ngay cả miệng cũng bị khâu lại. Bất chợt có ông lão dọn vệ sinh lại gần cửa sổ rồi rời đi. Chris nhanh chóng nhận ra đây chính là người đàn ông lái xe khi Billy bị bắt cóc. Anh lái xe bám theo ông ta tận về nhà riêng rồi cầm thanh sắt làm vũ khí để lèn vào trong. Ông lão tên Cavendish đang mải mê nghe radio mà không để ý có người đột nhập. Chris quả quyết rằng đã nhìn thấy ông ta bắt cóc trẻ con và hỏi lý do tại sao lại làm vậy. Ông ta không có ý định chống cự mà thừa nhận tất cả những việc mình đã làm. Năm đó ông ta nghiện chơi tài xỉu đến mức phải cắm cả sổ đỏ và bốc bát họ. Khổ nỗi cứ đặt xỉu nó lại về tài khiến cho vợ chồng nợ đến tiền lãi còn không thể trả. May sao quý nhân xuất hiện, Gallup hứa sẽ trả hết nợ cho Cavendish. Đổi lại ông phải bắt cóc những đứa trẻ mang đến cho hắn. Lúc đầu Cavendish không hề biết Gallup làm gì với bọn trẻ mà chỉ quan tâm đến món nợ của mình. Mãi về sau ông mới biết bọn chúng bị dùng làm mẫu vật thử nghiệm. Gallup đã thay đổi gen kết hợp DNA của người và động vật để biến những đứa trẻ đáng yêu trở thành thứ kinh tởm. Cấu trúc khuôn mặt bị thay đổi một cách tinh vi, răng mỏng nhanh và sắc nhọn hơn, móng tay cứng hơn. Chúng mang những đặc điểm thể chất của động vật, tính cách không ổn định khiến chúng trở thành mối nguy hiểm. Thí nghiệm thành công, đám trẻ đều biến thành quái vật. Nhưng rồi Gallup bắt đầu sợ hãi với những gì mình tạo ra. Hắn lên kế hoạch tiêu diệt tất cả rồi mang đi chôn trong khu rừng trăm mẫu. Cavendish bám theo để ngăn lại nhưng bị Gallup đánh ngất. Đến khi tỉnh lại thì bọn trẻ đã bị vùi dưới đống đất. Cavendish cướp lấy khẩu súng bắn vào giữa mắt tiến sĩ và chôn cách xa ngôi mộ của bọn trẻ. Điều không may là những đứa trẻ kia đã biến mất chỉ một ngày sau đó, không có dấu hiệu đào bới mà như thể bọn chúng tự chui lên. Từ ấy đến bây giờ, Cavendish luôn theo dõi mọi động tĩnh trong khu rừng cũng như những vụ án xảy ra. Gã biết nguyên nhân xuất phát từ đâu nhưng lại sợ vào tù vì tội bắt cóc trẻ con. Thế là gã quay trở lại phòng thí nghiệm của Gallup, lấy đi mọi bằng chứng và thiêu dụi tất cả. Nói ra những lời này, Cavendish dường như đã chút được gánh nặng trong lòng suốt bao năm qua. Gã đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Chris chưa hiểu ông ta muốn làm gì thì bù một cái, Cavendish đã tự sát bằng khẩu súng lục cất giấu bên trong chiếc hộp kia. Sau khi Cavendish chết, Chris mang theo số tài liệu còn lại lên xe ô tô để tìm hiểu. Anh phát hiện ra ghi chép về khả năng tái sinh đặc biệt ở một trong số chúng do DNA Axolotl mà Gallup đã trộn vào. Ngoài kia, cú, hổ và gấu đã sẵn sàng cho kế hoạch giết chóc con người để báo thù cũng như sinh tồn của chúng. Finn đang tắm chợt nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Anh cuốn vội cái khăn đi kiểm tra, thấy cả gà cả vịt chết nát xác trong nhà. Lần theo dấu vết ra bên ngoài thì bị cú cắn trộm, nó đè Finn xuống đất rồi nôn ra đống axit lên mặt anh ấy. Khi con mồi không còn chống cự, nó dùng bộ nêu mới mài giũa cắm thẳng vào đầu tiễn Finn xuống suối vàng. Lacey đang trông thằng Effordy ở nhà cũng nghe như có ai đó đột nhập vào. Hai chị em trốn vào trong lều rồi lấy xe ô tô đồ chơi có gắn camera để quan sát khắp ngôi nhà. Một gã cao lớn trông như đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa. Effordy cho xe lùi lại để nhìn cho rõ thì bị thứ gì đó phá hỏng xe.
Người ông làm cảnh sát linh cảm không tốt liền gọi điện về cho cháu nhưng không ai nghe máy. Biết đã xảy ra chuyện, ông báo cho đồng nghiệp ở gần yêu cầu đến nhà để kiểm tra. Kẻ đột nhập kia không phải ai hóa trang mà là gấu vu. Nó và cú có kế hoạch trả thù Chris bắt đầu từ những người thân xung quanh anh ấy. Điều khiến mọi người thắc mắc liệu những sinh vật này có mối liên hệ nào mà lại có thể biết rõ mối quan hệ của Chris như vậy. Pu từ từ tiến đến lều chỗ hai chị em đang trốn nhưng không thấy ai. Lexi đã nhanh chân kéo em sang chỗ khác rồi chạy vụt ra ngoài nơi xe cảnh sát vừa tới. Lexi kể cho cảnh sát nghe về sự xuất hiện của con quái vật từ rừng trăm mẫu đang ở trong nhà. Cảnh sát có vẻ không tin lắm nhưng vẫn cử một nữ đồng nghiệp tiến vào để kiểm tra. Cô chậm rãi tiến vào nhà kho, dùng đèn pin soi mọi ngóc ngách. Bất ngờ Pu xông ra tóm cổ nhấc bồng cảnh sát lên tường. Nhìn bộ dạng đáng sợ của con quái vật, nữ cảnh sát vẫn cố dùng hết sức hất tay hắn ra. Pu không nỡ chia xa bèn nắm lấy tay của cảnh sát nhưng níu kéo hơi mạnh khiến nó đứt làm đôi. Tiện có cánh tay này, Pu dùng nó làm vũ khí và liên tục vào mặt cảnh sát rồi nhét trả nó vào mồm. Những người bên ngoài nghe thấy tiếng la hét thảm thiết nhưng cũng chỉ biết đứng im không dám làm gì. Một lát sau, thi thể của nữ cảnh sát xấu số được đưa ra ngoài thì tất cả mới tin sinh vật đầu người thân thú thật sự tồn tại. Lexi gọi cho Chris biết về những việc vừa xảy ra và bảo anh hãy gọi cho bố mẹ bảo họ hãy cẩn thận. Dự đoán của Lexi hoàn toàn chính xác, cuộc đi săn của bọn chúng đã bắt đầu từ Finn, bạn thân của Chris. Mục tiêu tiếp theo của chúng là Fleck, bạn gái của Chris nhưng không thành. Gấu vu chuyển hướng sang bố mẹ của Chris. Hắn tiến vào nhà gặp bà mẹ đang làm việc trong bếp và giết chết bà ấy. Người bố đang chơi với con gái Bunny nghe vợ hét lớn thì chạy đi kiểm tra. Pu đi vào căn phòng của Bunny với rất nhiều gấu bông và những bức vẽ về chúng. Bức ảnh Billy khi còn nhỏ đã thu hút sự chú ý của Pu. Nó đứng nhìn hồi lâu trước khi rời đi và nhìn thấy Bunny. Chris lái xe về nhà nhưng những gì còn lại là thi thể của bố mẹ chết tức tưởi dưới bếp. Đau lòng một chút, anh nhớ ra còn em gái. Chris chạy vội lên gác nhưng không thấy em đâu. Cầm tấm ảnh Billy trên tay, anh như gục ngã mà nhận ra điều gì đó. Pu và Cú tiếp tục di chuyển đến buổi tiệc hóa trang của Kara. Đứng trên cao, họ thấy đám đông đú đởn đang bay theo nhạc, nhìn ngớ cả mắt. Pu đi xuống cầm thanh sắt đâm xuyên qua mồm, ghim một thằng vào tường. Ngay sau đó là cuộc thảm sát đẫm máu. Pu với móng tay sắc nhọn chỉ cần khu vài đường đã giết chết top người đầu tiên. Bữa tiệc vui vẻ bỗng hóa thành cơn ác mộng với những người còn lại. Họ bắt chân lên đít chạy ra khỏi căn phòng nhưng bị Pu ngăn lại. Hàm răng sắc nhọn lúc nào cũng tè lê máu khiến cả đám sợ đái cả ra quần. Ba đứa nhanh chân chạy vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa chặn Pu bên ngoài. Cánh cửa sắt mỏng manh này làm sao có thể ngăn được sự khát máu tồn tại bên trong con quái vật này. Đám người còn lại chạy lên trên thì gặp hổ. Nó nói chào các bạn của tôi và đọc rõ tên từng đứa trong số họ. Có vẻ như những lời nói của Cavendish là sự thật khi hổ là một trong số những đứa trẻ bị bắt đi. Lúc này không có tình bạn năm xưa mà chỉ có thù hận. Hổ với móng vuốt sắc nhọn cùng bộ nhá lởm chởm bắt đầu tấn công đám người đang sợ hãi. Nó điên cuồng cào xé con mồi, đứa thì bị cắt đứt đầu, đứa thì bị móng vuốt đâm xuyên người. Em gái béo ú này đang phải nhảy cà tưng thì bị hổ đứng dưới cầm dao chọc lên. Nó tóm được sợi dây ở cổ rồi cầm dao chọc vào người như dã gạo. Con bé A3 chứng kiến tất cả không chịu được mà hét lên để rồi bị hổ phát hiện. Ba em gái may mắn thoát được ra thì lại gặp Pu. Nó cầm gậy bóng chày gắn đinh sắt làm một phát double kill. Em kia chạy đầu đến cầu thang rồi cũng bị một phát vào thủ hoảng tại chỗ. Phía bên này, Chris gọi cho Lexi bảo cô ấy hãy cẩn thận, còn mình di chuyển đến bữa tiệc của Kara. Tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ có xác người và máu. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đâu đâu cũng có sự chết chóc. Chris cầm theo súng của Cavendish tìm kiếm lũ quái vật thì thấy Ava đang thoi thóp. Vừa nói dứt câu đáng nhẽ chúng tôi nên tin cậu thì hổ xuất hiện dùng móng vuốt nâng niu cái hàm của Chris. Nó gọi tên Christopher Robin trước khi bị anh ấy dùng súng bắn vào bụng. Chris định bắn phát nữa nhưng hổ dùng móng vuốt đánh vào người Ava khiến máu bay trúng mắt anh ấy. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tiêu diệt hổ khiến Chris tỏ ra tiếc nuối. Nhưng việc quan trọng cần phải làm tiếp theo là đi tìm em gái. Cuộc thảm sát của những sinh vật đầu thú thân người này vẫn chưa dừng lại. Top nạn nhân cuối cùng đã bị Pu phát hiện ra. Nó dùng những cách tàn bạo nhất để giết con mồi như dùng khoan điện hay cái cưa để cắt tổ nạn nhân. Xong việc, nó chạy ra ngoài thì gặp Chris. Có cưa điện trong tay, nó chậm rãi tiến đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chris cũng không tỏ ra sợ hãi như xưa, anh nhặt cánh cây to lên làm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Sau ba phát đập vào mặt Pu mà chẳng xin nghe gì, Chris phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Nhìn cái cưa điện bốc lửa trước mặt, Chris bắt đầu sợ chết. Anh trốn đủ mọi chỗ có thể nhưng chỗ nào cũng bị Pu phát hiện. Ba sáu kế chuồn là thượng sách, Chris cong đít chạy vào rừng và không may vấp ngã bên cạnh một cái hố. Pu giơ cơ máy lên hùng hổ lao đến nhưng khi chuẩn bị kết liễu Chris thì hắn lại dừng tay, nhìn sang cái hố bên cạnh từng là nơi nó và anh em bị chôn khiến nó nhớ lại quá khứ. Hình ảnh chú gấu Pu nhỏ bé chui lên khỏi lòng đất khiến nó đứng chết lặng hồi lâu. Chris hiểu ra vấn đề và gọi tên Billy. Anh nói lời xin lỗi vì đã không thể làm gì khi chứng kiến anh trai bị bắt cóc. Pu đắn đo một xíu rồi túm cổ nhấc bổng Chris lên. Đúng lúc ấy Lexi chạy tới nhảy lên người Pu cứu Chris một mạng. Pu với sức mạnh vượt trội dễ dàng quật ngã Lexi xuống đất và dí đầu cô và sát cơ máy. Chris mò mẫm xung quanh với được cái rìu và hét lớn tên Billy. Pu ngớ người nhìn sang thì Chris đã cầm rìu xông tới bổ một nhát giữa đầu của hắn. Pu lại một lần nữa ngã xuống cái hố mà mình đã bị chôn năm xưa. Mặc dù biết đó là anh trai Billy nhưng Chris không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không giết anh ấy thì bản thân mình và những người xung quanh sẽ gặp họa sát thân. Chris và Lexi dìu nhau ra bìa rừng gặp xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Em gái Bunny vẫn an toàn khiến Chris mừng rớt nước mắt. Cú mang xác của mấy thằng bạn về căn cứ và những vết thương đang có dấu hiệu tự hồi phục. Rất có thể Piglet và Pu sẽ hồi sinh theo như ghi chép của tiến sĩ Gallup về khả năng tái sinh của bọn chúng.
Bộ phim đến đây là hết rồi, anh em thấy hay thì cho Mọt một like và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, I love you Trịch Trịch, bye bye. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.